Chào các em, hôm nay mình sang chương số 6 là hợp cho carbonyl aldehyde ketone carboxylic acid. Bài 18 hợp chất carbonyl. Hợp chất carbonyl thì có những cái chất như aldehyde hoặc là những cái ketone đơn giản là nó có nhiều ứng dụng trong cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về tính chất cũng như là vai trò của nó trong cuộc sống của mình như thế nào nha. Hợp chất carbonyl đơn giản nhất đó chính là aldehyde và ketone đơn chất. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu phần số 1 là khái niệm và đặc điểm liên kết. Tìm hiểu thứ nhất là về đặc điểm cấu tạo của hợp chất là carbonyl. Hợp chất carbonyl mình có ba cái chất mà tiêu biểu. Thứ nhất là cái CO liên kết với hai cái H. Chất này gọi là formaldehyde. Formaldehyde thì nó có là nhóm CO liên kết với hai H. Còn acetaldehyde thì nó có một cái CH3. Thế bằng cái H này là bằng một cái CH3 thì tức là đồng đẳng, hai đứa này là đồng đẳng của nhau nè, hơn kém nhau một nhóm CH2. Và chúng ta có một chất thuộc ketone đó, nó là CO liên kết với hai cái nhánh là CH3 mà mình gọi là acetone. Thì ở đây là cái chất này là thuộc về ketone. Vậy thì cái sự khác nhau giữa aldehyde với ketone là gì? Aldehyde thì nó nhóm CO có thể liên kết với góc hydrocarbon hoặc là H, nguyên tử H cũng được nữa ha. Nhưng mà ketone thì là phải liên kết với hai cái góc hydrocarbon. Thì sự khác nhau là như vậy. Và tùy thuộc vào cái góc hydrocarbon liên kết với CO này nè, thì chúng ta sẽ xếp cái aldehyde này vào cái loại nào. Ví dụ như nó no thì mình xếp vào loại no, nó đơn chất hay là nó đa chất, hay là nó không no hay là nó thơm. Thì chúng ta sẽ có nhiều loại aldehyde khác nhau ha. Rồi đối với ketone thì chúng ta chủ yếu là xét cái no thôi, vì nó cũng phức tạp. Đối với cái aldehyde thì chúng ta sẽ có những cái aldehyde như là no đơn chất mạch hở, ví dụ như là đầu dãy có là methanol, ethanol, propanol, vân vân ha. Chúng ta sẽ có công thức chung là CnH2NO, N lớn bằng 1. Còn acrolein thì chúng ta coi là những cái aldehyde không no. Ví dụ như chất này là không no vì nó có liên kết đôi. Hoặc là benzaldehyde thì nó là aldehyde thơm vì cái góc hydrocarbon này là nó có vòng benzene. Cho nên nó được xếp vào là aldehyde thơm. Còn đối với ketone thì chúng ta chủ yếu là học cái chất đầu tiên acetone thôi. Những cái chất khác thì là nó phức tạp hơn cho nên chúng ta không có tìm hiểu sâu. Vậy thì nó tóm lại thì những cái hợp chất carbonyl thì nó sẽ phải có chứa nhóm CO. Nhóm CO mình gọi là nhóm carbonyl trong phân tử của nó ha. Tóm lại là vậy. Và cái liên kết CO này nè, nó bị phân cực về phía O nhiều hơn ha. Vì độ ẩm điện của O cao hơn cho nên là liên kết bị phân cực về phía O. Tiếp theo mình sang cái phần số 2 là danh pháp. Tìm hiểu cách gọi tên hợp chất carbonyl thì nó sẽ có danh pháp thay thế và danh pháp thông thường. Cái aldehyde thì cái đuôi là AL, còn cái ketone là cái đuôi là ONE theo danh pháp thay thế. Danh pháp thay thế thì chúng ta có số lượng, ví dụ như 1 là mi, thì 2 là y, thì nó vẫn dễ nhớ hơn so với cái tên thông thường. Tên thông thường thì chúng ta thấy là nó cũng không có theo quy luật ha. Chỉ có cái điều cái đuôi là đuôi này giống nhau nè, đó cái đuôi giống nhau thì xuất phát từ tên của acid đó cho nên là nó sẽ khó nhớ hơn. Thì chúng ta nắm cái quy tắc của tên thay thế trước, đó là cái số hydrocarbon tương ứng và bỏ cái ký tự e ở cuối và thêm cái đuôi al vào ha. Còn đối với ketone thì chúng ta thêm cái đuôi one vào. Chúng ta đọc thử vài chất: methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol. Đó. Còn cái tên thông thường thì chúng ta đổi cái đuôi là dehyde, formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, valeraldehyde, isovaleraldehyde. Thì chúng ta đổi cái đuôi ha, acrolein, benzaldehyde, benzaldehyde. Chúng ta đổi cái đuôi 2 H D2 là những cái tên thông thường. Còn đối với ketone đó, propanol, acetone thì chúng ta gọi là
Tên thông thường dễ nhớ hơn nè, đối với ketone á. Tên thông thường dễ đọc hơn đúng không? Còn bên đây thì nó hơi dài. Thì chúng ta đọc riết rồi nó quen thì chỉ đổi cái đuôi nhóm chất, thì ví dụ nhóm chất CHO thì chúng ta đổi đuôi AL, còn nhóm chất là CO thì chúng ta đổi đuôi ONE ha. Thì đó là cái cách gọi tên của những cái hợp chất là aldehyde và ketone theo danh pháp thay thế và danh pháp thông thường. Về số 3 là tính chất vật lý thì mình thấy những cái aldehyde về cái tính tan, nhiệt độ sôi thì ở đây người ta có một cái thống kê thì chúng ta nhận xét thôi. Cái thứ nhất đây là những cái aldehyde với ketone là những cái chất đầu dãy thì nó là ở chất khí ha. Còn những cái chất khác thì nó là chất lỏng hoặc là rắn. Và về nhiệt độ sôi và nhiệt độ sôi thì mình thấy sao? Những cái hợp chất carbonate thì nó có nhiệt độ sôi là nhiệt độ sôi thấp hơn so với những cái alcohol tương ứng. Lý do vì nó không có cái liên kết là liên kết hydro liên phân tử ha, cho nên là mình sẽ thấy là cái nhiệt độ sôi nó thấp hơn so với những alcohol tương ứng. Rồi ngoài ra thì là do nó có mạch carbon ngắn cho nên là nó cũng ít tan hoặc là không tan trong nước. Và nó có mùi đặc trưng ha, những cái chất này nó có mùi đặc trưng. Và những cái aldehyde hoặc là ketone mà mạch nó dài thì hầu như là nó không tan luôn. Thì đó là những cái tính chất vật lý của aldehyde và ketone, hay nói chung là hợp chất carbonyl. Tiếp theo mình sang cái phần số 4 là tính chất hóa học của cái hợp chất CO thì nó phân cực về phía O, cho nên nó làm cho tính chất hóa học nó thể hiện ngay chỗ này. Thì chúng ta sẽ thấy nó có liên kết đôi, cho nên là tính chất nó giống với lại là anh nào có liên kết đôi chúng ta đã học rồi thì chúng ta nhớ lại ha. Cái thứ nhất là phản ứng khử, hai anh này đều tham gia được phản ứng khử các chất khử như là LiAlH4 hoặc là NaBH4, thì khử được cái nhóm CO thành cái nhóm là CH2OH hoặc là CHOH, tức là tạo ra hợp chất alcohol. Tức là ở đây mình thu ví dụ như là aldehyde thì thu được là alcohol bậc 1, còn ở đây mình có ketone thì nó thu được là alcohol bậc 2, thì tương ứng nó sẽ tạo ra những cái alcohol bậc 1 hoặc là bậc 2 tùy theo thuộc vào cái chất ban đầu. Đây là phản ứng khử. Phản ứng khử thì những cái hợp chất CO nó sẽ bị khử nha, bị những cái chất khử này là khử thành alcohol tương ứng. Tiếp theo là mình có phản ứng oxy hóa aldehyde. Thì oxy hóa bằng nước bromine thì những cái chất oxy hóa này sẽ oxy hóa lên cái nhóm là COOH. Ví dụ như ở đây nó bị oxy hóa lên COOH với trong nước bromine ha. Bromine này có tính oxy hóa mạnh. Cho nên là những cái hợp chất CHO thì nó sẽ bị oxy hóa. Ngoài ra đó thì còn có phản ứng oxy hóa rất là quan trọng, nó tác dụng với lại là AgNO3 trong là AgNO3 AgNO3 trong NH3. Với cái phản ứng này thì chúng ta thấy là nó có tạo ra cái tủa bạc. Cái tủa bạc thì cái phản ứng này thì người ta còn gọi là cái phản ứng tráng bạc ha. Tráng bạc, và cái thuốc thử này nè mình gọi là thuốc thử Tollens. Phản ứng này là phản ứng đặc trưng vì tạo ra cái tủa bạc ha, gọi là phản ứng tráng bạc. Phản ứng này có thể dùng để nhận biết cái nhóm chất là CHO. CHO là phản ứng đặc trưng của aldehyde, người ta dùng để nhận biết. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta thấy là nó còn có tham gia phản ứng với lại là COOH2 trong cái môi trường bazơ, tạo ra là CO2O kết tủa màu đỏ gạch. Cho nên mình cũng có thể dùng cái dung dịch này ha. Cái hỗn hợp là COOH2 là kết tủa trong môi trường bazơ để mình nhận biết cái gốc CHO là aldehyde. Và cái ketone thì nó không có phản ứng hai cái phản ứng này,
cho nên là mình phân biệt được cái CHO với lại cái nhóm là ketone, aldehyde với ketone bằng cái những cái dung dịch này. Thứ nhất là thuốc thử Tollens hay là gọi là vắng tráng bạc, hai là CO 2 lần trong môi trường kiềm ha, thì nó sẽ tác dụng được tạo ra cái tủa đỏ gạch. Tiếp theo thì chúng ta đi sang cái phản ứng cộng và phản ứng tạo, I order from. Phản ứng cộng thì ở đây chúng ta có cộng với HCN, cộng HCN tạo ra cái hợp chất HCN, nó sẽ cộng trực tiếp vào cái nhóm CO này. Phản ứng cộng ha, giống với alkene đó, tạo ra cái hợp chất này. Rồi tiếp theo là chúng ta tìm hiểu phản ứng tạo ra là I order from. I order from là phản ứng tạo ra có cái tủa màu vàng nhạt của CHI3, phương trình hóa học của phản ứng thì khá là phức tạp. Ta chúng ta xem ở đây dưới này, nó có cái phương trình là rất là phức tạp ha. Thì đây là phản ứng oxy hóa khử của hữu cơ, cho nên là chúng ta cân bằng thì nó cũng hơi khó. Số 5 là chúng ta sang phần ứng dụng của những hợp chất carbonyl. Carbonyl thì nó có nhiều ứng dụng tùy theo, ví dụ như là formaldehyde thì nó có những ứng dụng rất là nhiều luôn, ví dụ như dệt, nhựa, chất dẻo, xây dựng mỹ phẩm vân vân, có rất là nhiều ứng dụng. Hay là acetaldehyde thì chúng ta có ứng dụng trong những cái tổng hợp hữu cơ, hay là acetone để ứng dụng dùng để sản xuất tơ hay là thuốc súng nhân dân, rất là nhiều ứng dụng. Hay là benzaldehyde thì dùng để sản xuất phẩm nhượng và những hóa chất khác. Vậy thì chúng ta đi điều chế những hợp chất carbonyl bằng cách nào? Carbonyl thì chúng ta điều chế tùy theo cái chất đó ha. Ví dụ như acetaldehyde thì chúng ta điều chế từ CH4 oxy hóa nó thì thu được là CHO, hợp chất có CHO. Còn acetone thì chúng ta điều chế từ cumin. Cumin thì chúng ta cũng qua một cái quá trình điều chế ha, phức tạp hơn, thì chúng ta thu được cái sản phẩm là acetone. Acetone này thì chúng ta sử dụng nhiều, nó là cái nước rửa móng tay mà chúng ta hay sử dụng đó, thì nó cũng là một hợp chất mà quen thuộc với mình, đúng không? Thì nói tóm lại là những hợp chất carbonyl có rất là nhiều ứng dụng quan trọng ha. Về tính chất thì nó có những cái tính chất rất là đặc trưng, thì chúng ta phải nói chung là đối với hóa hữu cơ thì chúng ta phải chịu khó viết cái phương trình, luyện tập nhiều, tại vì cái phương trình nó thì khó viết hơn so với vô cơ, thì nó dài và một số cái phản ứng oxy hóa khử á, thì nó khó, cũng khó cân bằng, cho nên mình phải chịu khó bỏ thời gian ra mình học nhiều hơn so với khi quá trình mình học vô cơ, thì mình phải chịu khó đầu tư hơn. Nhưng mà mỗi cái nhóm chất á, thì nó sẽ có những cái đặc điểm là nó không có giống nhau, đặc trưng riêng của nó, cho nên chỉ cần nhớ cái điểm đặc trưng đó thì chúng ta cũng thấy là dễ học thôi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em nha.